Đừng coi thường những chiếc xe đẩy hàng. Anh sẽ phải trả giá về điều này, anh tài xế ạ. Những chiếc xe đẩy sẽ bắt anh làm con tin. Một mannequin biết cử động, một chiếc váy bằng bìa cứng, áo mưa thay cho túi và vòng quay mua sắm. Cùng xem những trò đùa mua sắm vui nhộn với bạn bè của bạn trong video mới của chúng mình nha. Đi mua sắm với bạn gái khiến bạn khá vất vả. Tay bạn xách đầy đồ của cô ấy và bạn thậm chí không thể gửi một tin nhắn. Nhưng hãy thử mẹo này của bọn mình bằng cách dùng một chiếc áo sơ mi nha. Khâu một sợi dây dày vào mặt sau của một chiếc áo sơ mi nam và tạo thành các vòng tròn. Làm 4 vòng tròn ở mặt sau lưng. Đồ của em đâu rồi? Đừng lo, đây này, ở trên người của anh. Wow, anh là một chiếc tủ quần áo di động, cảm ơn vì đã giúp em. Cửa hàng bán đồ gia dụng là nơi hoàn hảo để thực hiện trò đùa úp xô lên đầu. Này, gì vậy? Mình không có manh mối nào cả. Có lẽ nó rơi từ trên kệ xuống, hoặc là do một kẻ cuồng mua sắm làm. Muốn lấy một chiếc xe đẩy à? Xin chúc mừng! Chúng tôi có một ưu đãi đặc biệt trong ngày hôm nay. Lấy một chiếc, được cả hàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là một trò đùa đặc biệt từ anh bảo vệ. Trò này sẽ tạo thành một video tuyệt vời để đăng lên TikTok. Nghĩ một chút đi, mình chỉnh lại son môi chút. Màu này đẹp quá, giống như màu của một quả anh đào chín. Mình thử một chút được không? Cảm ơn. Bạn của mình khéo léo lấy mất cây son của mình. Này, trả lại son cho mình được không? Chắc chắn rồi. Xin lỗi, mình vừa không để ý bỏ nó vào túi của mình. Son của bạn này nó vẫn còn nguyên vẹn đó. Lấy son ra khỏi ống son. Nặng đất sét màu tương tự trong lòng bàn tay của bạn. Và thắt một nút lại. Nặng một đầu xéo để trông nó giống như một cây son. Cho đất sét vào trong ống son. Này, chuyện gì xảy ra với cây son của mình vậy? Ai đã xoắn nó? Bình tĩnh nào, son của bạn đây. Và đây chỉ là một trò đùa thôi. Buồn cười quá. Anh yêu, em chuẩn bị đi mua sắm này. Cho em một ít tiền mặt được không? Oh, vậy đủ rồi. Cảm ơn anh. Chúc em may mắn tại cửa hàng em yêu. Chúng ta sẽ xem em sẽ làm như thế nào ở quầy thanh toán nha. Mình muốn cái này. Và cái này. Mình vừa đủ để có thể cầm được mọi thứ. Chuyện gì vậy? Ví của mình. Ví của mình. Họ bắt em làm con tin rồi. Cảm ơn, tôi sẽ mua vào lần khác. Cindy đang chọn đồ chuyên nghiệp đến nỗi Steve quyết định trêu cô ấy một chút. Steve lén lút dán bảng hiệu vào sau lưng Cindy. Bây giờ là lúc cô ấy tỏa sáng rồi. Tất cả khách hàng trong cửa hàng bắt đầu quay sang cô ấy để nhờ giúp đỡ. Và họ muốn nhờ cô ấy cầm giúp đồ. Có lẽ Cindy có một chút sức hút mua sắm chăng? Không, hóa ra đó chỉ là một trò đùa thôi. Steve đã trao cho Cindy danh hiệu nhân viên bán hàng xuất sắc nhất. Cùng đi vào cửa hàng và xem bộ sưu tập mới nhất đi. Chắc chắn rồi. Cái này đẹp quá. Cái này cũng không tồi. Mà cái này cử động. Ồ không. Nào, 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 bạn đã dính trò đùa của bọn mình rồi à. Bạn có mất nhiều thời gian để quyết định xem mua cái gì không? Mình sẽ giúp bạn. Một máy theo dõi nhỏ sẽ giúp chúng ta mua sắm nhanh hơn. Tín hiệu đó là gì vậy? Mình không... Quá muộn rồi. Bảo vệ giam giữ tất cả những kẻ phá luật cho dù như thế nào đi chăng nữa. Này, Alex, bạn ổn chứ? Đó là một bài tập tuyệt vời, phải không? Bạn có tiền mặt không? Đúng số tiền thì càng tốt. Nó thậm chí còn bị dính băng dính hai mặt.
Này, tiền của bạn bị sao vậy? Nó cứ dính chặt vào mình. Cái gì đây? Lại một trò đùa nữa à? Mình biết mà, mình yêu công việc của mình. Sự lựa chọn tuyệt vời. Bạn có cần túi không? Không, cảm ơn. Mình có một chiếc áo mưa đa chức năng. Dán băng dính hai mặt vào một miếng nhựa cứng hình chữ nhật. Dán vào ba cạnh. Dán một vài hình chữ nhật như thế này vào một chiếc áo mưa trong suốt để làm túi. Tất cả đồ của mình đều bỏ vừa trong những chiếc túi trong suốt này. Cái này thực tiễn và thân thiện với môi trường gấp trăm lần với những chiếc túi ni lông thông thường. Túi của anh cho em tùy ý sử dụng này, em gái. Chiếc áo mưa tiện lợi và siêu thiết thực này còn giúp bạn tán gái được nữa đó. Bất kỳ cuộc mua sắm nào cũng sẽ vui hơn khi bạn có vòng xoay mua sắm. Vẽ một vòng tròn trên một tấm bìa cứng dày hình tròn. Sơn vòng tròn thành màu xanh da trời. Sơn bên trong màu trắng. Dùng một chiếc bút lông chia nó làm 4 phần. Gắn một vòng quay vào giữa. Gắn một vòng tròn bằng bìa cứng có kim chỉ lên vòng quay. Dán những hình ảnh của quần áo đã được cắt ra vào từng phần khác nhau của vòng tròn. Dán kích cỡ lên vòng tròn ngoài cùng. Luật rất đơn giản. Bạn quay vòng tròn ở giữa, kim chỉ vào cái nào thì bạn sẽ chọn cái đó, ngay cả khi kích cỡ không vừa với bạn. Nó còn vui hơn thế này, một chiếc mũ size S hay một chiếc quần size L. Từng người chọn một. Là vậy đó, tất cả quần áo đã được chọn. Bây giờ là phần thú vị nhất. Đi vào phòng thử đồ. Wow, bộ này đẹp quá. Chúng ta chính là những nữ thần mua sắm. Tại sao bạn cần nhiều quần áo vậy? Bạn sẽ lại dành 3 tiếng đồng hồ trong phòng thử đồ nữa. Mặc dù mình nghĩ chúng ta có thể nhanh hơn. Vẽ một chiếc váy trên một tấm bìa cứng dày. Dùng dao rọc giấy cắt nó ra. Sơn màu đỏ lên. Vẽ đường viền với màu sơn hơi đậm hơn. Vẽ các chi tiết và các nếp gấp. Dán dây ri băng lên làm quai áo. Trong khi cô gái đang thử cái đầu tiên, chúng tôi đã đổi chiếc váy bằng bìa cứng lấy toàn bộ quần áo. Vâng, tôi mua cả cái này nữa. Bây giờ cô ấy sẽ phải rời khỏi đây nhanh hơn. Bạn không thể đi xa khi mặc một chiếc váy bằng bìa cứng như vậy. Tóc đỏ đang chọn đồ trang trí cho ngôi nhà của cô ấy. Và đột nhiên nhận ra được sự nổi tiếng của mình. Có một tấm hình của cô ấy trên kệ trong cửa hàng. Tóc đỏ rất bối rối. Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Có lẽ cô ấy có một người em gái bị thất lạc vẻ mấy bây giờ đang là người mẫu. Hoặc người thiết kế khung hình này thích tấm hình của cô ấy. Bí mật không thú vị như vậy đâu. Đó chỉ là trò đùa của bạn cô ấy mà thôi. Các cô gái đang chọn bảng màu phấn mắt. Tóc đỏ có thể ở gian hàng trang điểm này mãi mãi. Đó là lý do tại sao Cindy muốn tóc đỏ nhanh hơn bằng sự giúp đỡ của một trò đùa nhỏ. Cindy mang đến cho bạn Bình một bảng màu mới kỳ diệu. Nhìn vào kết cấu bất thường của nó này. Tóc đỏ thử phấn mắt, nhưng nó được tạo ra không phải để trang trí cho mí mắt của cô ấy. Miếng chất nhờn nhỏ này không phải để bạn trang điểm đâu, nhưng nó sẽ giúp ngón tay của bạn thư giãn. Cảm ơn đã giúp mình giảm căng thẳng sau khi mua sắm. Vào giữa chuyến mua sắm của mình, các cô gái phát hiện ra những dấu chân bí ẩn. Mình băn khoăn không biết chúng sẽ dẫn mình đến đâu. Steve đã để lại những dấu chân trên sàn nhà. Bây giờ cậu ấy sẽ dẫn các cô gái đến một nơi xa lạ rất xa. Các cô gái đang cố gắng để kết thúc nhiệm vụ này. Nhưng con đường dẫn họ trở lại điểm bắt đầu. Steve làm cho họ chạy vòng quanh trung tâm mua sắm. Bạn có thích những trò đùa khi mua sắm của bọn mình không? Hãy bình luận bên dưới xem bạn sẽ trêu đùa bạn bè bằng trò đùa nào nha. Bạn sẽ giả vờ làm một con mannequin, dán tiền hay mặc một chiếc váy bằng bìa cứng.
Và đừng quên like video, đăng ký kênh của bọn mình và nhấn vào chuông để không bỏ lỡ những trò đùa mua sắm mới từ Trôm Trôm.